xe chở phạm nhân va chạm với xe tải khiến 3 người bị thương. Ngày 14 tháng 3, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 39 phút cùng ngày, xe chở phạm nhân 51F0297 chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng theo hướng từ đường Xuyên Á về đường Hồ Văn Tắng, ngã tư cây gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh từ camera an ninh, khi đến ngã tư cây gia, xe không giảm tốc độ trong khi một xe máy dừng lại chờ tín hiệu giao thông. Chiếc xe chạy băng qua ngã tư và va chạm với một xe tải biển số Bình Dương chạy trên đường Hồ Văn Tắng. Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xe chở phạm nảy bật lên, dừng đột ngột trong tiếng động mạnh. Nhiều người dân khu vực hốt hoảng chạy ra giải cứu người bị nạn. Thêm một nhân chứng, vụ việc khiến một cán bộ công an mặc sắc phục bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Người phạm nhân trong thùng xe cũng được đưa ra ngoài. Người này không thấy thương tích nhưng bất tỉnh, người này nói. Tại hiện trường, xe chở phạm nghiêng một bên, kính chắn gió vỡ, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Theo một nguồn tin, va chạm khiến hai công an và một phạm nhân bị thương. Những người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe chở phạm ban đầu được xác định là thuộc biên chế công an quận Tân Bình, đang trên đường chở phạm xuống trại giam T17 ở huyện Củ Chi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.